Giờ đây là buổi tối của Tuy Un. Tối nay mình sẽ ăn đậu bắp luộc và rau dền luộc với trứng vịt luộc. Rau này là rau trồng. Vài bữa thì em sẽ chia sẻ bí quyết trồng rau cho quý vị cô bác anh chị coi. Còn dạo này em bận phóng sanh, một thân một mình giải cứu thiên nhiên động vật trong tự nhiên, rồi chăm sóc cho mấy con vật, rồi dọn dẹp nhà cửa. Em làm cái này hy vọng mọi người thấy có kinh nghiệm rồi mình sống cho nó có lý tưởng. Rồi cái điện thoại thì từ hôm bữa quay cái cảnh nhạy cảm buổi tối xong bây giờ nó bị khùng luôn rồi. Em quay một cái cảnh rất là nhạy cảm, nói ra không biết mọi người tin không, mà quay cảnh một cái đệ tử của hành bệnh quỷ vương đến hút dương khí của ba em. Bị em quay lại xong ổng làm cho hư luôn. Bây giờ cái điện thoại nó sẽ tưng nha. Dạ, em là người có thể nhìn thấy ma quỷ khi em thiền định nè, và nhìn được cả chư thiên chư Phật nữa. Nên những việc em đang làm là nhờ các vị Bồ Tát ủng hộ trợ duyên. Tại sao nhìn thấy được? Khi mình đã làm chủ được hơi thở của mình, khi mình có thể điều khiển được nhịp tim của mình, khi mình có thể thoát khỏi bệnh tật, khi em có thể nín thở được 5 phút là bình thường, nhưng mà chưa ai làm được. Điều đó thể hiện qua nhịp đập của trái tim em chỉ có 45 nhịp trên 1 phút, chậm hơn con người. Nên nhìn được ma quỷ.